Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi con game eWin nha. Đây là game đổi thưởng thêm một bộ mình thấy rất nhiều người quan tâm hiện nay đúng không? Và anh em thường chơi đó là tài xỉu hay sóc đĩa, mấy con game này nó lên rất nhanh nhưng mà nó xuống hay là game poker này. Đúng không? Em công nhận điều đó mình không? Nhưng mà em đâu hiểu rằng ấy, game gì thì game. Anh em chơi cái gì như vậy anh em phải xác định này. Em ngày hôm đó em có hên hay không? Làm sao để xác định được? Trước đó thì mình thường là test như thế này anh em ta tham khảo nha. Chứ mình không bao giờ khuyến khích em chơi bất kỳ con game gì đó bởi vì hên xui mà. Cái này là nó đánh hên xui ấy thì nó hên xui đích thực, nhưng mà anh em phải có những cái mẹo. Bởi mình làm những video là chia sẻ những cái mẹo anh em thôi. Mẹo sao mẹo nhưng mà nó không hên ấy. Thì chơi kiểu gì anh em không thể thắng nổi nó, nhưng mà anh em phải có những cái mẹo này. Thứ nhất đó anh em phải xác định từ đầu là ngày hôm đó em thắng lên bao nhiêu nghĩ và thua xuống bao nhiêu nghĩ. Phải xác định từ đầu cho mình nha. Và cách đánh của mình đó là mình xác định là ngày hôm đó mình mỗi ngày mình chỉ ăn từ 2 đến 5 mê và tỷ lệ RR mình chọn đó là 1 2. Là mình tính cái tối đa nhất anh em, là mình tối đa nhất là mình ăn 5 mê thì mình lúc đó 1 2 ấy, thì mình sẽ nạp vào 10 mê. Ví dụ 1 3 thì mình sẽ nạp vào 15 mê. 1 4 mình sẽ nạp vào đó là 20 mê. Thì nói chung là tỷ mình muốn thắng bao nhiêu và tỷ RR mình chọn bao nhiêu thì sau đó mình phải nạp vào. Mình thường nằm trong khoảng từ 2 đến 5 mê. Thắng 2 5 mê, sau đó mình chọn tỷ RR nữa. Và tỷ RR mình sẽ lấy cái số mình muốn thắng to nhất đó là 5 mê, mình nhân tỷ RR anh em ơi nha. Vốn mình hôm nay đó là 10 mê. Đây là số vốn mình nghĩ là cũng to đấy nha, không phải nhỏ đâu. Mình thường vào chơi nổ hũ thôi. Và đương nhiên chơi kiểu gì anh em phải xác định rằng ngày hôm nào em hên nha. Và cách mình thường áp dụng đó là ví dụ thứ hai mình sẽ đánh tất cả khung giờ mà khung giờ nào mà thường nổ hũ nhiều hơn hay là khung giờ nào mình đánh tài xỉu gọi là thắng nhiều hơn thì lúc đấy khung giờ thứ hai là khung giờ đó. Cứ tuần sau mình cứ đến khung giờ đó mình đánh. Thứ ba cũng tương tự như vậy, thứ năm tương tự như vậy, thứ tư tương tự như vậy, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đến chủ nhật tương tự như vậy. Mình phải xác định là khung giờ nào mình hên anh em nha, cái đó rất quan trọng nha. Hôm nay mình chơi nổ hũ đi anh em nha. Và đương nhiên mình cũng xác định là khung giờ này mình hên mình mới dám đánh khung giờ này rồi ấy. Nhưng mà hên sao hên chứ không thắng được thì cũng thành xui thôi anh em ạ. Đương nhiên mình chơi thì không bao giờ muốn thua đâu anh em ạ. Chơi anh em chỉ muốn gì thắng không, mình như anh em thôi à, không khác gì nhau đâu anh em. Nhưng mà thắng là cái không nó một chuyện anh em ạ. Lúc này đã thắng là cái gì đâu, toàn thua không ấy chứ. Thua 200 này kìa. Có phải dễ ăn nó đâu anh em. Đây này, lần này thì ngon thật anh em này. Đấy, thắng một mê 4 anh em. Ngon không? Ngon chứ. Nhưng mà em hiểu rằng này, game nổ hũ nói anh em phải chơi một con game anh em phải hiểu rõ luật chơi nó. Nổ hũ này nó có thể 4 5 ván anh em không trúng một xíu nào luôn. Nhưng mà chỉ cần một ván nổ thôi em đã thắng tất cả được đó em thua rồi. Cái ván nổ hũ 20 năm ván này quá nhỏ nha. Có những ván mình nổ gấp 20 lần, 30 lần đến 40 lần luôn anh em kìa. Nhưng mà cái quan trọng nhất phải hên anh em à. Không hên thì chịu rồi. Không hên mình nói thật với anh em chứ. Chơi kiểu gì hay kiểu gì anh em cũng chỉ gọi là ra đảo và ra đảo và ra đảo thôi. Đã gọi là game hên xui mà anh em. Game hên cho chủ anh em đánh tẩy xỉu hay sóc đĩa hay game bài hay bất kỳ con nổ hũ hay game gì như vậy. Không hên ấy thì chơi kiểu gì em không thể thắng nổi nó. Nhưng mà cái hên, hên là một chuyện nhưng mà không giữ bình tĩnh anh em cũng không thể thắng nổi nó. Cho nên em phải phải gọi là hài hòa các yếu tố với lại với nhau thì may ra em còn thể thắng được nó. Anh em mà chơi mà cứ tham lam thì mình nói thật với anh em chứ rú tiền em hết à. Cái quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh này anh em ạ. Giữ bình tĩnh nó rất quan trọng nha. Nhiều lúc anh em cứ nghĩ rằng là đó là đánh phải hay như nào, nhưng mà mình nói thật anh em đánh hay kiểu gì mà đã không hên ấy thì cũng thua rồi à. Ví dụ anh em đánh bài tiến lên miền Nam đi, với anh em đánh hay cực kỳ hay luôn nhưng mà thằng game nó phạt cho anh em mà những cái ván bài nó là xấu đi thì anh em thắng thế nào được. Cho dù anh em đánh hay đi, hay một phần thôi nhưng là đã đánh hên xui này. Hên là cái quan trọng nhất anh em ạ. À. Nhưng mà cái kỹ năng em cần có nha. Trời ơi, lúc này thua một chuỗi luôn kìa. Còn 59 rồi anh em ạ. À. 5 mê bắn lại rồi. Biết ngay mà. Còn 41 rồi anh em ạ. À. Đen như vậy chịu thôi anh em ạ. À. Game hên xui thì mình phải chấp nhận thôi chứ chả biết làm sao đâu. 31 rồi anh em ơi. Bọn này chơi cái đéo gì vậy trời. Chơi gì cho toàn thua không ấy. Phá đó mà không nổ kìa. À thôi chứ. Đen vậy chứ anh em ơi. Còn một mê nữa kìa. Ơ. Ừ. Thua luôn kìa anh em ơi. Còn 300 nữa luôn anh em ạ. Đen như vậy chịu luôn rồi anh em ơi. Cái gì vậy ta? Uầy. Thua 10 mê đấy anh em ạ. Thôi có lẽ mình sẽ nạp vào 10 mê cuối nhá. Nếu hôm nay thắng thì mình chỉ cần hòa vốn sau đó thắng 2 mê thôi. Đó là vì sao mình xác định trong khoảng ấy.
nó bây giờ mình làm vào 10 mê và thắng lên 22 mê mình nghỉ nha. Và sau đó mình sẽ nghỉ và ngày mai ngày mốt hay là tuần sau mình mới đánh tiếp nha. Nếu thua thì mình có thể nghỉ một vài tuần mình mới đánh tiếp tục nha. Chứ thua mình càng muốn gỡ là càng toang. Do là cách phân bổ vốn mình là thường nó là mình chia ra nạp hai lần, nạp lần nạp thứ nhất và lần nạp thứ hai, chứ mình không vào đây là nạp vào một lần luôn. Vì nạp vào một lần luôn mình rất dễ mất bình tĩnh em ạ. Nhớ điều đó nha nha. Khúc này bỏ qua anh em ơi nha. Ok anh em. Mình đã trở lại đây. Nạp tầm 10 đến 2 phút nó vào đấy anh em. Ôi 10 mê này không biết là nó cho ăn gì không đây, cho auto ván đi. Đen quá trời anh em ạ. Ôi rồi ôi thua nữa kìa. Ôi. Đừng có thua nào. Thua nhiều lắm rồi đấy. Đầu chối đây này đây này, phải nộ như vậy chứ. Phải như vậy chứ anh em. 15 mê lại này. Ôi. Đừng nói xuống lại nha, đéo vui đâu nha. Đây này mấy lượt free đây, 5 lượt free anh em ạ. Hy vọng nó lên tầm 22 mê luôn thì đẹp. Đúng không? Nhưng đó chỉ là nếu thôi anh em ạ. Còn thực tế nó nộ hay không thì đéo biết được anh em ạ. Game bên xui mà. Nhưng mà mình nếu nổ được thì ngon thôi. Việc gì về không vui anh em đúng không? Nhưng mà nó nổ thì khó lắm anh em ơi. Ôi giời ơi. Không ăn thua anh em ạ. Thua lại luôn nên chứ. Mới được lên xíu rồi cho thua lại rồi anh em ạ. Phải trợ này mắng lợn rồi. Đen vậy ta. Hôm nay không hên đấy. Mà hôm kia tuần trước mình đánh khung giờ này nó rất hên nha. Mình thắng một chuỗi luôn đấy. Mà hôm nay đánh đéo hên tí nào luôn anh em ơi. Toàn thua không ấy. Còn 8 ấy nó kìa anh em ơi. 26 thì cũng tạm được. Nói chung là không thua quá là được rồi. Bây giờ lấy được hòa vốn là cũng khó đấy chứ. Không phải là dễ đâu anh em ạ. Chứ không phải là thắng to nữa. Có những hôm mình không thắng nổi thì phải chỉ cần hòa vốn là mừng lắm rồi anh em ạ. Nhiều hôm là nó như vậy thôi anh em ơi. Không phải là hôm nào cũng thắng được nó đâu. Hôm nào cũng thắng được nó thì mình nói thật với anh em chứ. Người người nhà nhà đều đánh này à. À ván này mà nổ được 800 kìa. Thử pha nó nổ hũ to lắm nhé. Còn 72 nữa kìa. Cái gì vậy ta? Đây này đây này đây này. Ôi 4 mê anh em ạ. Tự phá nó nổ tầm vài chục cũ thì ngon nha. Đây này đây này, ván này được bao nhiêu? 25. Thôi cũng được anh em ạ. Từ từ dần dần lên thôi chứ không thể nào một ván mà đòi gỡ được ngay đâu. Không có đâu anh em ơi. Một ván đòi gỡ ngay là không có đâu. Từ từ thôi anh em ạ. Còn hơn là nó không cho nộ ván nào ấy anh em. Còn một vài mê là không còn kỳ vọng cơ hội gỡ đâu. Nhưng mà bây giờ còn 10 mê này anh em ơi. 10 mê gỡ 10 mê có thể mà. Không gì là không thể đâu anh em ơi. Hên là mình lên được điều bình thường à. Quan nào có hên không ấy chứ. Hên xui này không thì nói trước điều gì được anh em ạ. Em công nhận điều đó mình không? Hên xui chạm thì nói trước điều gì được cả. 11 mê anh em. Lại xuống lại rồi. 10 mê 9 rồi anh em ơi. Còn 10 mê nữa luôn rồi. Còn đánh ván poker đi xem sao nào nha. Ui ngon. Poker mà nó được như vậy thì ngon anh em ạ. Lâu lâu mới dám đánh poker bởi vì anh em hiểu rằng này, đánh poker nó lên rất nhanh nha. Nhưng mà nó đồng nghĩa nó xuống rất rất gì là thần tốc luôn anh em ạ. Cho mình không dám đánh poker là nguyên nhân vì đó đấy anh em. Nó lên nhanh quá. Nó xuống nó nhanh. Nó lên nhanh thì không sao nhưng nó xuống nhanh quá nhiều sợ ấy anh em. Nhiều lúc mình sợ mình bị cuốn ấy anh em. Thôi bây giờ quay, đéo quay auto, nó quay auto nó có hên đéo đâu. Ôi rồi ôi, còn 52 nữa kìa anh em ơi. Bọn này chơi vậy thì tao chịu rồi. Đánh ván poker đi. Đen quá anh em ơi. Quá đen anh em ạ. Mà đen như vậy chịu thôi nha. Chừng chả biết làm sao đâu. Đó, vừa nói một cái nó đen tiếp anh em ạ. Đen gì đen vừa phải thôi chứ. Cho người ta thắng mới chứ. Như thế này bố con thằng nào dám chơi nó ri ra ca anh em kìa. Ui, anh em ơi. Ba mình dám đánh hai dưới hai kìa. Ui. Ui, pha nó liều kìa. Đến ba ba mê luôn anh em ạ. À. Đây nè. Trời ơi. Nghĩ anh em ơi, nghĩ nha. Ui. Ba, mình dám đánh dưới hai anh em ạ. À. Cái sạc nó rất thấp. Nhưng mà lúc đấy nó kiểu như là thua lỗ đấy anh em. Thì cứ liều thôi. Ôi dồi ôi đúng. Khung giờ này hên đối với mình anh em ạ. Thật sự ấy. Nghĩ anh em ơi. Nghĩ nha. Nghĩ. Thắng 13 mê lận luôn anh em ạ. Nghĩ anh em ơi. Thôi. Nghĩ anh em. Bye bye anh em nhé.